Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên và tập huấn kỹ năng cho các hội viên câu lạc bộ. Câu lạc bộ gồm trên 40 thành viên thuộc 10 tổ dân phố trên địa bàn phường, sinh hoạt định kỳ một lần một tháng, với mục đích phổ biến giáo dục pháp luật, giúp hội viên và người dân hiểu, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong hoạt động khiếu nại, tố cáo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập được 20 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội, thu hút trên 800 hội viên nông dân tham gia.